Thưa quý vị, tính từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có thêm 91 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 30 ca, Bắc Giang 23 ca, Tiền Giang 14 ca, Hà Tĩnh 10 ca, Bắc Ninh 9 ca, Bình Dương 4 ca và Bắc Cạn cũng ghi nhận một bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh này. Tính đến nay, hiện có 22 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 3.998 ca bệnh được điều trị khỏi và gần 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết sáng nay thành phố Vinh cũng đã phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, tạm trú tại khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Trường hợp này có lịch trình di chuyển rất phức tạp, lại không thành khẩn khai báo, nên Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng về công nghệ thông tin để xác định địa điểm trường hợp này từng có mặt. Cùng với việc điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, thì trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, chốt chặn ở các ngõ ra vào nơi ca dương tính này sinh sống. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình xuất hiện các ca mắc mới tại khu chung cư Ehome 3, quận Bình Tân, thành phố đã quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ chung cư này để lấy mẫu tầm soát, đánh giá nguy cơ. Chung cư Ehome 3 tọa lạc trên đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân có 14 lốc với gần 8.000 cư dân sống trong các căn hộ có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông. Từ cuối tháng 5, quận Bình Tân ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại chung cư Ehome 3. Đến ngày 13 tháng 6, qua điều tra dịch tễ, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm liên quan đến chung cư này nên đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ 14 lốc và tiến hành lấy mẫu tầm soát toàn bộ. Như quý vị và các bạn đã thấy, thì các lối ra vào ở chung cư này đã được lực lượng chức năng đặt rào chắn, khoanh vùng. Ủy ban Nhân dân phường An Lạc thì cũng đã yêu cầu cư dân đang cư trú tại chung cư không ra khỏi nhà khi không cần thiết hoặc là không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời, trừ trường hợp là phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường An Lạc cũng yêu cầu cư dân thanh toán tiền mua hàng, thực phẩm bằng hình thức chuyển khoản và tuân thủ chặt các biện pháp phòng chống dịch. Thực phẩm, đồ dùng khi cư dân đặt mua sẽ được lực lượng chức năng kiểm soát tại bàn, sau đó đưa lên xe và giao ở từng block chung cư. Đến thời điểm này, toàn bộ 21 quận huyện thành phố Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh vậy là đều đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Toàn thành phố có đến 335 khu vực bị phong tỏa. Diễn biến dịch còn phức tạp là vậy, trong khi cho đến hôm nay 14 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh lại đã hết thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi đặt ra là thành phố sẽ trở lại nhịp sống bình thường hay tiếp tục một đợt giãn cách nữa trong bối cảnh này? Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện để trả lời cho câu hỏi này. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh theo dõi cuộc họp này sẽ gửi tới quý vị thông tin chi tiết. Xin chào anh Thế Hà, xin anh cho biết là kết quả cuộc họp đến giờ phút này như thế nào ạ? Dạ thưa anh Hạnh Phúc, kính thưa quý vị khán giả. Theo cái tinh thần của cái cuộc họp trực tuyến do lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chủ trì với các quận huyện và các cái sở ngành trong sáng ngày hôm nay, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là giãn cách thêm 2 tuần theo cái chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cái việc giãn cách này thì được Sở Y tế báo cáo là rất là cần thiết trong cái tình hình hiện nay, do là khoảng thời gian 2 tuần thì đúng bằng cái khoảng thời gian ủ bệnh của cái biến chủng mới này. Đồng thời, trong cái thời gian vừa qua thì là thành phố Hồ Chí Minh có đến 789 cái ca nhiễm mà đã được công bố, và nó đã lan rộng ra toàn bộ 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch bệnh rất là phức tạp và vẫn còn có những cái chuỗi lây nhiễm mà hiện nay là chưa tìm ra cái nguồn lây. Thế cho nên là cái việc giãn cách chắc chắn là sẽ phải được áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, là ngoài ra thì là thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ có cái quyết định là ở một số những cái địa điểm mà có cái mức độ lây nhiễm cao hoặc là có tình hình phức tạp hơn thì có thể sẽ phải áp dụng những cái biện pháp mà ngăn chặn mạnh mẽ hơn, ví dụ như áp dụng cái chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Cũng phải nói thêm rằng là cái việc mà giãn cách thêm 2 tuần thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống kinh tế xã hội của người dân thành phố. Như quý vị thấy thì là ở cái khu vực trung tâm của thành phố vốn là sôi động như từ trước đến giờ thì trong vòng 2 tuần nay cũng rất là vắng vẻ. Hầu hết các cái mặt bằng thì đều phải đóng cửa và cái đời sống kinh tế của người dân thì gặp rất là nhiều khó khăn. Người dân thành phố thì rất là lạc quan, họ vẫn nói chuyện vui với nhau là thành phố bây giờ là hết kẹt xe rồi,
mà chuyển qua kẹt tiền. Thế cho nên là nói thế để thấy là việc mà đưa ra một cái quyết định tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần thì chắc chắn là một cái điều mà thành phố phải cân nhắc rất là kỹ. Thế nhưng mà nó là điều kiện an toàn và cần thiết trong cái thời điểm hiện tại. Cũng mong là trong 2 tuần tới